Thưa quý vị, trong chuyến thăm động viên chúc Tết quân và dân trên đảo Hòn Chuối trong những ngày đầu năm mới 2024, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân cùng đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam và doanh nghiệp, trong đó có đoàn Bình Dương, đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp và trao tặng những phần quà thiết thực cụ thể cho quân và dân trên đảo Hòn Chuối, như đang gửi gắm bao nhiêu tình yêu thương dành cho quân và dân nơi đây. Đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đảo chỉ rộng khoảng 7 km2, cách đất liền gần 32 km về phía Tây. Để đến được đảo chỉ có duy nhất một cách là đi bằng đường thủy, nhưng chưa có cầu cảng nên phải đi thuyền lớn và vài lần chuyển qua xuồng nhỏ mới cập bến an toàn. Đã thế, điều kiện khí hậu thời tiết còn rất khắc nghiệt. Hàng năm, nhà ở của ngư dân ven bờ thường phải di chuyển vì những con sóng lớn. Và điều đáng nói hơn cả là hiện trên đảo Hòn Chuối vẫn chưa có trạm y tế và hệ thống trường học quốc gia, mà chỉ có một lớp học tình thương do đồn biên phòng 704 quản lý. Gọi là lớp học, nhưng mỗi niên học thường chỉ có khoảng 20 em theo học. Riêng năm học 2023-2024 này có 18 em. Tất cả đều học chung một lớp ghép từ lớp 1 đến lớp 5, và giáo viên đứng lớp từ trước đến nay cũng chỉ có một thầy giáo. Một thầy giáo mang quân hàm xanh, Thiếu tá Trần Bình Phục. Ngày đầu mở lớp thì khó vô cùng, tức là nó không có trường, không có lớp gì cả. Rồi bàn ghế thì tôi mượn của cái cô ở bên đây để cho các em ngồi học. Còn tôi thì kiếm được một cái tấm bảng đen rồi ghi lên đó để cho các em học. Tôi thì cũng thương tụi nhỏ rất nhiều, cho nên là cố gắng có một sợi dây tình cảm vô hình để kết nối giữa tôi với học với những đứa học trò ở nơi đây thì chúng tôi đã vượt qua hết tất cả những khó khăn đó và trụ vững cho đến ngày hôm nay. Đúng như tên gọi lớp học tình thương, vượt qua mọi khó khăn, lớp học luôn chan chứa tình thương yêu của thầy và lòng hiếu học của các học trò. Một thầy dạy liền 5 khối lớp trong cùng một lớp học. Mỗi khối lớp ngồi riêng một bàn và quay về một hướng, và thầy sẽ là người di chuyển đến dạy cho từng khối lớp. Thấy các em đến lớp như vậy thì cũng thấy rất là thương, xúc động, bởi vì được cái một lớp học tình thương để các em biết được cái con chữ. Bộ đội biên phòng chúng tôi đã cố gắng, nhưng mà thật ra là chúng tôi chỉ là kiêm nhiệm, cho nên đó là cái thiếu thốn của các em đó, nó cực kỳ lớn. Muốn mà để cho kéo gần lại khoảng cách giữa đất liền với đảo thì nó còn là một quá trình dài. Những đứa trẻ lớn lên cùng sóng biển với sự chở che của những chú bộ đội hải quân và tình thương của thầy giáo mang quân hàm xanh, Thiếu tá Trần Bình Phục, chắc chắn sẽ trưởng thành và vững bước trước tương lai, như chính quân và dân của hòn đảo này đã và đang vững chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo phía Tây Nam.